một tia sáng màu, thế giới đã được sơn màu xám từ lâu, rất lâu trước khi tôi được sinh ra, thế giới mà mọi người từng biết đã bị hủy diệt. Thế giới trở nên xám xịt và buồn tẻ, màu sắc rò rỉ từ bầu trời, đất đai, biển cả, toàn bộ trái đất, thế giới không thể ở được. Điều đó không có nghĩa là tôi không biết những câu chuyện về thế giới trước đây như thế nào. Về những gì đã xảy ra, COVID-19, vụ nổ hạt nhân, thế giới trở nên xám xịt mẹ tôi kể cho tôi nghe những câu chuyện cô ấy luôn luôn có chủ yếu là vì bố tôi luôn yêu cầu cô ấy làm như vậy bạn có thể biết qua cách anh ấy nhìn cô ấy ngay cả trong ánh nến rằng anh ấy yêu mến cô ấy và những câu chuyện của cô ấy mẹ tôi thường kể cho tôi anh chị em tôi những câu chuyện về công chúa hiệp sĩ và vương quốc phép thuật pháp sư và phù thủy siêu anh hùng và siêu thần những câu chuyện về cái thiện đánh bại cái ác những câu chuyện về tình yêu có thật những câu chuyện về một anh hùng hoặc một nữ anh hùng khiêm tốn đã giải cứu thế giới vượt qua những khó khăn bố tôi nói rằng bây giờ tôi đã đến tuổi mà việc đặt câu hỏi về cuộc sống là lẽ tự nhiên về thế giới bên ngoài về những gì đã xảy ra anh chị tôi cũng trải qua giai đoạn này tại sao tôi không thể đi ra ngoài vì nó không an toàn tại sao nó không an toàn Trái đất đã bị nhiễm độc. Bên ngoài thật ảm đạm. Xám. Chỉ là các sắc thái khác nhau của màu xám. Khi bố của bạn và tôi gặp nhau, mọi người đang bị đầu độc bởi một loại virus. COVID-19. Chúng tôi phải ở trong nhà để ngăn nó lây lan. Nhưng nó vẫn tiếp tục biến đổi và lây nhiễm và giết người, nhưng tại sao trái đất lại có màu xám? Mọi người tin rằng virus là do con người tạo ra các quốc gia đổ lỗi cho nhau và khi virus tiếp tục lây lan căng thẳng giữa các quốc gia ngày càng gia tăng cuối cùng họ đã thành công chiến tranh bắt đầu và việc nó trở thành hạt nhân chỉ còn là vấn đề thời gian đó là thứ đã thiêu đốt trái đất khiến thế giới trở nên tăm tối màu chảy ra từ trái đất những câu trả lời đó luôn luôn giống nhau không bao giờ thay đổi nhưng câu trả lời của mẹ tôi về thế giới trước đây luôn thay đổi đó là lý do tại sao đó là câu hỏi yêu thích của tôi. Đêm nay mẹ tôi mô tả những màu sắc khác nhau bởi vì trong bung ghe chỉ có những màu tối, chỉ có ánh nến thắp sáng bóng tối, tất cả các màu sắc phù hợp với cầu vồng. Đỏ, cam, vàng, lục, lam, tím và hồng. Ngoài ra còn có màu nâu, xám, đen và trắng, màu đỏ là màu của lửa và cuồng nộ, khi màn sương đỏ phủ xuống, đó là lúc máu của bạn sôi lên giống như máu đỏ đậm của bạn dẫn đến tim, màu đỏ cũng vậy. Màu đỏ là màu của tình yêu, của hoa hồng, của son và của những nụ hôn trộm, Sau tất cả, người bạn yêu chính là quả táo trong mắt bạn. Màu cam là màu của mùa thu, những chiếc lá rơi vụn dưới chân bạn. Vào mùa thu, có Halloween, đầy rẫy những trò ma quái và thủ đoạn hoặc trò lừa bịp, nhưng bạn có thể tin tưởng vào quả cam để giữ cho bạn an toàn. Đó là những gì Jack O'lantern dành cho. Giống như mặt cười có màu vàng màu vàng có nghĩa là hạnh phúc hoặc ít nhất là với tôi màu vàng có nghĩa là ánh nắng và bãi biển và hoa thủy tiên vàng vào mùa xuân màu xanh lá cây khó giải thích hơn một chút vì nó có thể mang nhiều ý nghĩa bạn có thể xanh vì ghen tị hoặc nếu bạn có màu xanh xung quanh mang thì có nghĩa là bạn đang bị bệnh nhưng với tôi màu xanh lá cây là màu của thiên nhiên cỏ cây bầu không khí thoáng đảng, những ngọn núi xung quanh hồ đeo hô lao nó cũng là màu của sự may mắn nếu bạn tìm thấy cỏ bốn lá màu xanh cũng là màu của thiên nhiên và không khí thoáng đảng, bầu trời vào một ngày nắng đẹp mà không có một đám mây trong tầm nhìn, biển đã ngăn cách bố và tôi quá lâu, nhưng cũng là hồ nơi chúng tôi đã trải qua những ngày của mình, cũng như biển và hồ được tạo nên bởi nước, những giọt nước mắt rơi khi bạn cảm thấy màu xanh cũng vậy, nhưng với tôi, màu xanh êm đềm. Giống như màu tím của hoa quải hương, mùi nào xoa dịu bạn đến mức buồn ngủ, báo hiệu thời gian thức dậy, khi mặt trời mọc bầu trời chuyển sang màu hồng điều tương tự cũng xảy ra khi mặt trời đi ngủ, màu hồng là màu của hoa đào và hoa sen, có tác dụng tương tự như màu xanh tím, làm dịu tâm hồn, giống như hầu hết những màu này trong danh sách này, màu nâu có nghĩa là tự nhiên. Vỏ cây xù xì, lẫm chởm, bùng bám vào giày của bạn sau khi đi bộ, nhưng nếu bạn đi bộ vào một thành phố dọc theo vỉa hè, tăng cao lấp đầy đường chân trời, bạn sẽ thấy màu xám, tuy nhiên, ở Anh, có những ngày trời chỉ toàn một màu xám xịt, mây chờ mưa rơi. Trong bóng đêm, bạn có thể ẩn nấp, đó là lý do tại sao màu đen là màu của sự bí ẩn, nhưng bạn cần phải nhìn lên. Để hiểu đầy đủ lý do tại sao màu đen lại quan trọng, bởi vì nếu không có bóng tối của màn đêm, bạn sẽ không thể nhìn thấy các vì sao lấp lánh. Màu xanh có thể là màu yêu thích của tôi và bố bạn, nhưng màu trắng thì khác, đầy tiềm năng. Nó có thể trở thành bất cứ thứ gì, một tấm vải trống chờ đợi một mảng màu phản ứng của tôi đối với câu trả lời của mẹ khác với phản ứng của các anh chị tôi. Selina và Arthur, cặp song sinh, là những người lớn tuổi nhất và thậm chí không thể bận tâm đến việc lắng nghe. Nhưng một lần nữa họ có thể nhớ lại thế giới trước khi nó chuyển sang màu xám, Ophelia là A splash of color, the world had long been painted gray. Long before I was born, the world that everyone had known was destroyed. The world turned grey and dull, the color leaked from the sky, the land, the sea, the whole earth. The world was uninhabitable. That doesn't mean I don't know the stories. About what the world was like before. About what happened. COVID 19. The nuclear fallout, the world turning grey. My mom tells me the stories. She always has. Mainly because my dad always asks her to. You can tell by the way he looks at her, even in the candlelight, that he adores her and her stories. My mom used to tell me, my brother and sisters, stories of princesses, knights, and kingdoms, magic, wizards, and witches, superheroes, and supervillains. Stories of good defeating evil. Stories of true love. Stories of an unassuming hero or heroine that saves the world through adversities. My dad says that I have now reached the age where it is natural to ask questions about life. About the outside world. About what happened. My brother and sisters also went through this stage. Why can't I go outside? Because it is not safe. Why isn't it safe? The earth was poisoned. It's bleak outside. Gray. Just different shades of gray. When your dad and I met, the people were being poisoned by a virus. COVID 19. We had to stay indoors to stop it from spreading, but it continued to mutate and infect and kill people. But then why is the earth gray? People believed that the virus was man made. Countries blamed each other, and as the virus continued to spread, the tensions between countries grew. Eventually, they snapped. War started, and it was only a matter of time before it became nuclear. That's what scorched the earth, turning the world dark. The color bleeding from the earth. Those answers are always the same. Never changing. But my mom's answer to what was the world like before always changes. It's why it's my favorite question to ask. Tonight, my mom was describing the different colors because in the bunker, there are only dark colors. Only candlelight lighting the darkness. All the colors fit into the rainbow red, orange, yellow, green, blue, purple, and pink. There's also brown, gray, black, and white. Red is the color of fire and rage, when the red mist descends, that's when your blood boils. Just like your deep red blood leads to the heart, so does the color red. Red is the color of love, roses, lipstick, and stolen kisses. After all, the person that you love is the apple of your eye. Orange is the color of autumn. The fallen leaves that crunch underneath your feet. In autumn, there is Halloween. Full of spooks and tricks or treats. But you can count on the orange to keep you safe, that's what Jack-o'-lanterns are for. Like a smiley face is yellow, yellow means happiness. Or at least to me. Yellow means sunshine and beaches, and the daffodils in spring. The color green is a bit more difficult to explain, as it can mean multiple things. You can be green with envy, or if you are green around the gills, it means you are ill. But to me, green is the color of nature. Grass and trees, the open air. The mountains around Dale Hollow Lake. It is also the color of luck if you find a four leaf clover. Blue is also the color of nature and open air. The sky on a sunny day without a cloud in sight. The sea that separated your dad and me for so long. But also the lake where we spent away our days. Just as the sea and lake are made of water, so are the tears that fall when you are feeling blue. But to me, the color blue is calm, just like the lavender tickled purple. Which smell calms you to the point of sleeping. Signaling the time to wake up, when the sun rises, the sky turns pink. The same happens when the sun goes to bed. Pink is the color of cherry blossoms and lotus flowers, which has the same effect as purple and blue. Calming the soul. Like most of these in this list, brown means nature. The rough, jagged bark on trees. Mud caking your shoes after a walk. But if you walk into a city along the pavement, high rises filling the skyline, you'll find grey. However, in England, there are days where it is just grey. The clouds waiting to drop rain. In the black of night, you can hide. That's why black is the color of mystery. But you need to look up, to fully understand why the color black is important. Because without the blackness of night, you won't be able to see the stars twinkling. Blue might be mine and your dad's favorite color. But white is different. Full of potential. It could become anything a blank canvas waiting for a splash of color my reaction to mum's answer is different to that of my older siblings selina and arthur the twins are the oldest and couldn't even be bothered to listen but yet again they can remember the world before it turned grey ophelia is